Rồi về cái phần viết bài đấy, viết bài thì đã chia sẻ rồi đó. Thì khi chúng ta đã có được những cái data rồi, giống như cái trang Medium chẳng hạn đấy, khi các bạn có được những cái data này rồi thì các bạn hãy đầu tư thuê bài viết viết chỉnh chu, chứ không phải là chúng ta nhiều bạn á, trường cho cái hệ thống data mạnh thế này, nó bót một cái video không, nó không có cái sức mạnh đâu các bạn. Ví dụ các bạn chỉ có làm video và các bạn tiết tiền, các bạn không có thuê người viết bài rồi các bạn đi up video không, thì cái sức mạnh nó không có bao nhiêu. Nó có đấy, tất nhiên là nó sẽ hơn rất là nhiều với những cái thằng mà nó lại không biết đi link ấy. Nhưng mà nó sẽ không có sức mạnh bao nhiêu, và bạn sẽ không tận dụng được một cái hệ thống thu nhập thụ động mà từ sắp chia sẻ đây, được gọi là hệ thống. Tại vì đơn giản khi những cái thằng này nè nó lên top rồi, cái thằng con ở dưới đây nó lên top Google hết rồi, đúng không? Thì các bạn đã có được một cái lượng traffic khá là lớn không, rất là lớn luôn đấy. Giống như cái thằng săn đồ tốt hồi nãy đấy, nó nằm ở trên top luôn, thì có phải là nó đã có được traffic khá là khủng về nó không, lớn luôn. Thì bạn sẽ làm gì với nó này? Cái tài khoản này của trường có rất nhiều cái bài viết lên top nữa các bạn, nhiều lắm luôn. Thì giả sử là như vậy, hình đúng không, thông tin mua hàng các kiểu nó sai đúng không? Ví dụ bài này lên top, thì ví dụ nha, ví dụ như cái bài này lên top thì sao ạ? Thì có phải đây trong bài viết này trường để video này, video sản phẩm cần bán đúng không? Rồi các bạn có thể để thêm cái gì nữa khi các bạn xây dựng, nếu các bạn là làm một affiliate thì sao ạ? Từng cái bài này, trong từng bài viết các bạn đầu tư này, các bạn chèn thêm một sản phẩm nào đó. Ví dụ các bạn làm affiliate về mỹ phẩm chẳng hạn, hay các bạn làm affiliate về sản phẩm gì đó tùy các bạn. Mà ở đây một video chắc chắn là khi cái bài viết này nó lên top ấy, thì cái video này các bạn xin được tiếp cận với những cái nó có nó fit rồi mà, thì nó sẽ tiếp cận được với những cái người lên top, thì cái video này cũng đã lên top rồi. Thì nó đã tiếp cận được với cái lượng người mà xem cái bài viết này rồi. Rồi họ xem video, họ xem sản phẩm, họ liên hệ. Thì ở trong đây chúng ta có thể bỏ thêm cái gì vậy? Bỏ thêm, ví dụ như ở trường đã xây dựng được một cái hệ thống này rồi, nó rất là nhiều traffic rồi, trường gắn vào đây cái gì, một cái sản phẩm affiliate tiếp theo, tức là ngoài bán sản phẩm của mình này, ngoài để tăng view video này, gắn vào đây những cái link affiliate đây. Nó là gì? Nếu các bạn là các bạn sẽ tưởng tượng khi các bạn xây dựng được hệ thống nó lên top, có rất là nhiều luôn. Thì chúng ta không thể bỏ qua được các bạn. Đây, các bạn đăng ký cái thằng Asset Trade này này. Đây, các bạn đăng ký Asset Trade này làm affiliate, tức là chúng ta đăng ký một cái tài khoản mà chúng ta sẽ lấy, ví dụ các bạn đối tượng các bạn là gì? Ví dụ các bạn làm về thời trang, là đối tượng là nữ không đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm gì làm đẹp các kiểu. Đây, ví dụ như cái sản phẩm gì đây mà có hoa hồng tới 314.000 này. Hay cái sản phẩm gì đây nó tới 256.000 này. Hay là những cái sản phẩm rất là cao, đây những cái sản phẩm mà mấy trăm nghìn đấy các bạn. Bây giờ chừng click vào Acomi nha, bạn cái đăng ký vào đây là cái giao diện của Affiliate đây. Cái này là về một cái loại gì đó mà nó cũng 293.000 đúng không? Rồi ở đây thì nó chỉ các bạn để kiếm thêm nhé, kiếm thêm thu nhập. Bạn có thể lấy cái link này, các bạn bỏ ở đâu ạ? Các bạn bỏ phần mô tả này, các bạn bỏ vào cái hệ thống đây, bỏ vào cái hệ thống bài viết này này. Dùng một bài viết các bạn bỏ hai sản phẩm đây, giả sử các bạn bán hai sản phẩm chẳng hạn. Thì vì cái đối tượng khách hàng các bạn là toàn nữ không, hay toàn nam không, hay là cả nam cả nữ, thì các bạn sẽ chọn sản phẩm phù hợp trong đây. Ví dụ như là thì đang xây thôi, ví dụ cái sản phẩm này nè, hoa hồng nó tới 454.000, ngon rồi các bạn. Ví dụ như trường xem nó là quá gì đây. Đây các bạn 1.000 người chạy nè, đây nó là cái gì đấy không biết. Thì chúng ta nhiệm vụ chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta lấy cái hình của nó, và chúng ta chỉ bỏ ở trên cái bài viết đó thôi. Đây nó là cái sản phẩm cái gì đây, quá trời luôn, là mục ha, mục hay cái gì đấy không biết, mục chắc là mục quá đấy.
giống một trang sale bay đẹp không, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần lấy cái hình này nè đúng không, lấy cái hình này các bạn gắn vào cái bài viết này. Một bài viết các bạn có thể là bán hai sản phẩm, tại vì những cái bài viết này nó sẽ có được cái lượng traffic sẵn rồi đúng không? Nó lên top traffic sẵn rồi thì bây giờ chúng ta tận dụng để kiếm thêm đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy cái bài cái link của thằng này, cái link affiliate của thằng này, và chúng ta chỉ bỏ cái hình lên trên nó thôi. Một bài viết các bạn có thể bán hai sản phẩm chẳng hạn, thì nó click vào thì nó ra mua cái này, có phải là một sale các bạn được kiếm ngay tức khắc là 454.000 không? Thì nhiều đó các bạn nha, chứ không ít đâu ạ. Đấy, còn rất là nhiều cái sản phẩm khác đây, những cái sản phẩm gì mà tới 700 hoa hồng, tới 727.000, ngon rồi các bạn. Cái gì Nhật Bản này cũng chắc làm đẹp đây. Tại sao người ta lại cho các bạn cái hoa hồng cao thế này? Tại vì sản phẩm ban đầu họ sẽ gần như là tặng, tức là họ sẽ chiết khấu hệ cho bạn, và họ có một loạt sản phẩm đằng sau sẽ chăm sóc khách hàng rất là tốt để họ bán tiếp đúng không ạ? Đó là cái lý do tại sao cái thằng Clickbank nó cho hoa hồng từ 50-75%, thậm chí 100% đúng không ạ? Thì những cái thằng này, đây là của Nhật chẳng hạn, nó bắt đầu du nhập vào Việt Nam thì nó bắt đầu chơi chiến lược này. Bạn thấy những sản phẩm mấy trăm ngàn nhiều không? Nhiều vô kể luôn này, làm đẹp không ạ? Đó là cái lý do sắp tới trường sẽ đánh. Ví dụ như một bài viết này, bạn gắn cho nó hai sản phẩm, nó chỉ là cái hình thôi, có mẹ gì, là cái hình thôi. Bạn họ click vào, họ đặt hàng là mình đã có được hoa hồng rồi, hoa hồng hú cao luôn. Và các bạn thử tưởng tượng khi một cái hệ thống traffic này, ví dụ như là mỗi tháng từ 1 triệu tới 2 triệu người, thì các bạn tưởng tượng sao các bạn sẽ bán được bao nhiêu sale nó, một cái nguồn thu nhập thụ động kiếm thêm đủ lớn đấy các bạn, đủ lớn đấy. Các bạn hiểu không? Rồi ở đây trường đang chia sẻ các bạn hai cách để kiếm thêm nha. Bạn nào không muốn kiếm thêm thì thôi, không có gì cả. Rồi ok không, các bạn nghe và các bạn thấy cái ý tưởng này có trường hay không? Bởi vậy các bạn đầu tư các bạn đầu tư để viết viết bài không có nhiều hết các bạn. Ví dụ như là bên dịch vụ trường đang thuê một bài viết 600 từ nó tầm 35.000, và bài viết khoảng 400 từ tầm 25.000 gì đó. Thì ra trường mới chia sẻ với các bạn là để tạo ra được nhiều nguồn thu nhập. Ok, tất nhiên sẽ có những cái mà nó ngon hơn, nó hay hơn rất là nhiều các bạn. Thật ra ở đây mình nói là cái thằng này cùi thì cũng không đúng đâu bạn Tuân ơi. Quan trọng là bạn có bán được sản phẩm hay không thôi. Mà bạn ở đâu cũng thế. Quan trọng là cách bạn tiếp thị để bạn đánh. Ví dụ như ngày xưa bạn nói bạn làm Accenture hay Mark Offer hay là làm cho Lazada, bạn không ra được đơn hàng. Nhưng bạn có nghĩ là bạn đã có chiến lược nào đánh phù hợp chưa? Và bạn đã tiếp cận được bao nhiêu khách hàng đúng không ạ? Bạn đánh cái gì cũng vậy. Như trường đang làm những cái giống như cái sàn đồ tốt chẳng hạn, hoa hồng nó cũng chỉ 20% hay là nhiều hơn nữa đấy, thì nó cũng rất ok, rất là nhiều cái lĩnh vực đánh rất là ok luôn. Thì chúng ta phải liên kết để tận dụng lại kiếm thêm từ cái hệ thống traffic, tại vì những cái bài viết này nó chẳng phải là từ cái trang web của các bạn, mà nó từ một cái hệ thống web vệ tinh khổng lồ là trên 100 trang hay 1.000 trang, kiểu giống như là LinkedIn, Pinterest, Reddit các kiểu. Làm những cái bài này khi các bạn bục những cái bài viết này nó dễ lên lắm, nó mặt sẵn rồi đúng không ạ? Và khi các bạn thuê viết như vậy ấy, thì tất nhiên thì các bạn cũng phải đẩy link cho nó. Khi các bạn viết bài lên đây nhé, viết bài lên LinkedIn hay Medium, các bạn cũng phải đẩy link cho nó đấy, cũng theo cái trình tự là dưới đẩy lên trên, dưới đẩy lên trên, vừa đẩy ở trong bài viết, vừa đẩy ở trong
trong video, đúng không ạ? Tức là các bạn đi link không theo một cái trình tự nào cả, cứ dưới để trên trên, bài viết cũng thế.